Không có bàn thắng ở trong tình huống vừa rồi dành cho huấn luyện viên Tai Gigi. Quá đáng buồn ở trong tình huống đó. Có lẽ như là tâm lý đang được đè nặng lên đôi vai của huấn luyện viên Tai Gigi ở trong tình huống đó rồi. Ngay lập tức thì huấn luyện viên Tai Gigi đã yêu cầu tạm dừng và chúng ta có thể đến với game đấu thứ 3 thôi anh em ạ. Rất đáng tiếc. Hello. Hello anh em nhá. Hello tất cả anh em ở kênh của LVTG và kênh của Minh anh em ơi. Thì hôm nay là cái kèo mình nghe sơ qua là cái kèo đấu BO3 anh em ạ. Và quên mất BO5 và giá trị là 3 củ anh em nhá. Đây là cuộc đá giữa siêu dự bị của giữa hai bên của Seven TV và TG Den Club đúng không anh em? Ok, chuẩn bị bắt đầu rồi. Và đây là game đấu đầu tiên của huấn luyện viên Minh A và huấn luyện viên Tai Gigi. Ok, và chào mừng quý vị các bạn đến với sân vận động Stadium Neurobat để chúng ta cùng nhau theo dõi trận đấu này. Trận đấu được diễn ra theo kèo đấu là BO5. Ok, và trong hiệp 1 này thì huấn luyện viên Minh A đang ra sân cái áo trang phục truyền thống là AC Milan. Trong khi đó thì huấn luyện viên Tai Gigi đang ra sân cái áo vàng quần vàng và bảo vệ phần sân ở phía bên tay phải. Không biết là hai siêu dự bị này thể hiện ra sao ở trong cái kèo đấu BO5 này. Tôi cứ ngỡ là một cái kèo đấu BO3 thôi anh em ạ, nhưng mà phang luôn cả BO5 cho nó chắc cú. Anh em nào mà bình chọn cho mình ngay thì anh em có thể comment số 1. Trong khi đó thì huấn luyện viên TCC anh em có thể comment số 2 anh em nha. Cú sút đầu tiên và đó là bàn thắng tới từ mình ngay. Thì tôi vừa kịp quảng cáo xong thì chúng ta để thấy là siêu sư bị của Seven TV đã lên tiếng rồi. Chúng ta nhau xem lại không máy quay chậm này. Một đường truyền của Kevin Prinner và Juni đã tung dòng pha set đây. Tỷ số là 1-0. Eusebio. Tôi đang không thấy những cái tình huống múa may quay cuồng anh em ạ. Không biết là hôm nay thì ai sẽ là người mất 3 củ. Về đây không vượt qua được. Đó là một tình huống đã phạm lỗi bởi Alexander Onesta và sẽ đưa ra một tình huống đá phạt anh em ạ. Thôi xong rồi. Góc này thì anh em có thể trông chờ gì nữa anh em ạ. Lính thì không gì gồn. Nhưng mà anh đấy quyết định là điều Frank Rijkaard xuống. David Beckham giết tiếng mà không vào. Đây là một pha bắt tốt tới từ Thibaut Courtois. Rooney. Đây là Seva, đường chuyền tốt, xuống tốt. Đây là Frank Rijkaard, đê đê rồi. Chắc chắn như vậy và tỷ số là 2-0 tại cho Minh ngay. Chúng ta có thể thấy là một cái khoảng trống rất lớn được huấn luyện viên Tai Gigi. Anh em mở ra trong vòng cấm. Và không thể nào có thể bắt bài được ở trong tình huống này khi trước mặt của Frank Rijkaard đã quá trống trải. Mấy người đang có vẻ đang chơi nhỉnh hơn ở trong game đấu đầu tiên này, đúng hơn ở trong hiệp 1. Một pha xử lý bóng không tốt tới từ Abate, hậu vệ của Minh Ngây. Pele. Đây rồi, hay quá. Làm gì phát lì xì trong tình huống này tới từ Minh Ngây dành cho tay Gigi. Và tỷ số đã được rút ngắn score 1-2. Chúng ta thì thấy là có vẻ như là cái phần này thì huấn luyện viên Minh Ngây đang thủ hơi cóng. Tôi nghĩ là như vậy. Xoay sở tốt tới từ Tai Gigi, Pele. Đây là Beckham, Zedney. Và bàn thắng đã tới với cả lực viên Tai Gigi. Và tỷ số đã được cân bằng là 2-2. Một pha Zedney bằng cái chân trái của David Beckham. Một cái chân không thuận. Nhưng mà nó đã vẽ nên một cái cầu vồng ở trong buổi tối ngày hôm nay. Và tỷ số là 2-2. Lực viên Tai Gigi đã đưa cái trận đấu này về phía cân bằng rồi. Bóng đã trở lại với cả các cầu thủ bên AC Milan, Guerrero. Hơi lập bập nhưng mà vẫn còn. Andrei Shevchenko, đây là Dinho, xoay sở đê đê, chắc chắn là như vậy và bàn thắng thứ 3 tới với cả mình ấy. Chúng ta có thể thấy là chỉ một phút phạm sai lầm thôi thì huấn luyện viên Gigi hoàn toàn phải trả giá với một bàn thua. Chúng ta nhau xem lại. Lại là một pha Gigi gôn và lần này Donnarumma đã bị đánh lừa. Olaina, thời gian chỉ tầm 3 phút nữa thôi, Tai Gigi có làm bùng nổ cầu trường hay không nhưng mà rất khó rồi. Một pha sút thẳng lên và Donnarumma đang phải lao ra. Anh ấy làm gì? Chắc chắn pha tạt lên Andrei Shevchenko, Rudy bao shot nhưng mà không kịp và chúng ta đến với kèo đấu thứ hai. Tỷ số là 1-0 trong kèo đấu BO5 dành cho Liverpool ngay. Chúng ta thì thấy thì ở trong cái game đấu đầu này, huấn luyện viên Tai Gigi vẫn đang hơi cóng với những cái pha múa của mình. Trong khi đó thì Liverpool ngay, anh ấy cũng đã dứt điểm rất tốt với những tình huống gì gôn sai số tới từ Tai Gigi. Theo tôi dự đoán ở trong cái cặp đấu này khéo nó tới game 5 anh em ạ. Không biết là hai anh em đã nói hai anh em có kịch bản với nhau hay không, nhưng mà tôi nghĩ là không đâu. Nếu mà kịch bản thì tôi sẽ không bình luận đâu anh em ạ. Bởi vì đá kịch bản thì nó không hay.
Ok, và chúng ta đến với trận đấu thứ hai giữa huấn luyện viên Minh Ngay và huấn luyện viên Tai Zizi. Ở trong game đấu đầu thì huấn luyện viên Minh Ngay đã giành chiến thắng với tỷ số là 3-2, một cách biệt không khá xa. Không biết là trận đấu thứ hai này thì huấn luyện viên Tai Zizi anh ấy có thể cân bằng được cái kèo đấu là một đều trong cái đấu BO5 hay không, thì chúng ta cùng nhau trông chờ. Anh em nào mà đầu cầu của huấn luyện viên Tai Zizi thì anh em có thể comment số 1, trong khi đó thì Minh Ngay, đầu cầu của Minh Ngay thì anh em có thể comment số 2 anh em nhá. Cơ hội trở lại với cả huấn luyện viên Tai Zizi. Không hỏi anh em nhá. Tôi đây tôi quảng cáo thế thôi anh em ạ. Tôi đang nói là tôi đang check nên anh em cứ yên tâm là sẽ trả lời. Phía trước nữa thì có bàn thắng dành cho Tai Zizi. Ok, tắm nhá. Đó là một tình huống dứt điểm đầu tiên ở trong trận đấu này, và đây là cái điểm nhấn đầu tiên rồi. Sẽ lẽ về một pha đá phạt góc dành cho cầu thủ áo vàng. Rồi, ok, cảm ơn La Ha đấy. Đấy, La Ha hỏi anh em ơi. Pele. Hay quá nhá, cú trọng xoay. Đây là Beckham được chuyền cho Netvet. Không được. Trong khi đó thì mình ngay vẫn chưa đưa ra một tình huống dứt điểm nào có thể gọi là nguy hiểm dành cho khung thành của Lupita Gigi. Gullit. Đây là Andre đập nhà 1-2, Gullit đường chuyền và Dede không quyết định là Dede góc cao. Và tỷ số là 1-0 cho mình ngay. Cú đá bị phạt. Đúng rồi, cảm ơn La Ha nhá. Oan quá anh em ạ. Chúng ta có thể thấy là một cái ôm đầu tới từ các cầu thủ áo vàng nghe các bạn. Đá cho vui đi, đá vui đùa đi. Hay quá, tôi vừa khen xong đấy, tôi vừa nhắc tới gì rau răm xong. Vừa nhắc tới gì rau răm xong thì tỷ số là 1-0. Chúng ta có thể thấy là đây là một cái gì đây anh em ơi? Đây là một cái sức mạnh về tình yêu tới từ huấn luyện viên nào đó dành cho một streamer nào đó. Đúng rồi anh em ạ, đúng trở là một cái động lực rồi. Khi tôi vừa xong tỷ số là 1-0. Kevin De Bruyne, Rudy đang chạy hay quá, đã thoát được Paolo Maldini. Không việt vị ở trận đấu này, rôn bon một nhịp. Ôi trời ơi, what the fuck are you kidding me? Ở trận đấu vừa rồi, xem nào. Ui trời ơi, dứt điểm như thế này dự bị là đúng luôn rồi. Một tình huống dứt điểm mà có vẻ như là dứt điểm ra ngoài còn khó hơn cả vào trong lưới anh em ạ. Với Rudy mùa icon cộng 6. Nếu đó là cậu lúc của một huấn luyện viên nào đó thì tôi nghĩ là ra ngoài thì đó là một tình huống bình thường. Nhưng đó là Wayne Rooney quỷ đầu đàn của MU. Ui dồi ôi, thôi xong rồi. Không biết là người thầy bậc thầy sút phạt có thể bắt được ở trong tình huống này hay không. Nhưng mà đây là một tình huống cao ngay và tỷ số là 2-1 dành cho Minh Ngay. Quyết định là không dứt điểm luôn, và đó là những cái pha phối hợp ở trong vòng cấm tới từ Minh Ngay và đưa ra một pha DD góc xa. Chúng ta có thể thấy là tỷ số đã được nâng dành cho Minh Ngay 2-1. Thời gian còn lại để trông chờ vào sức mạnh của tình yêu thôi. Phút 68 mà chúng ta có thể thấy là hai huấn luyện viên đã để bị mất bóng rất nhiều. Và lần này Olaina đã là người bị thua cuộc, và đây là Ronaldinho. Ôi trời ơi, một pha truyền hơi mạnh tới từ huấn luyện viên Minh Ngay. Ngã rồi, nó sẽ đem về một tình huống lợi thế dành cho huấn luyện viên Tai Zizi. Không được. Ôi hỏng rồi, thỏng rồi, phụt rồi, bị phụt rồi. Rio Ferdinand là người đang theo kèm Andrei, ZA và Weroni. Và tỷ số là 3-1 dành cho Minh Ngay. Có thể cái kết quả này nó sẽ là cái đinh cuối cùng để đóng vào cái hòm mang tên Tai Zizi anh em ạ. Tỷ số là 3-1. Lần này pha này gãy rồi. Lần này thì Wayne Rooney cũng không thể nào có thể bỏ qua được những cái cơ hội của mình. Hai bàn nữa ở tầm 14 phút nữa dành cho huấn luyện viên Tai Zizi. Tình hình này chỉ có một cô tiên nào đó nhưng mà hiện lên và nói: anh ơi cố lên, em đang chờ. Thì bay ra thì huấn luyện viên Tai Zizi vẫn có thể thắng được anh em ạ. Đấy, tôi vừa nói xong thì cắt được bóng rồi, hay quá nhỉ. Anh ơi cố lên, 1-2-3 cố lên. Ngay lập tức thì ăn một pha xoạc bóng. Rooney chọc xuống, hay quá, đây là Dinho. Xoay comba, đường chuyền, đập nhà 1-2, Gullit phút. Chắc chắn là như vậy, nhưng mà đây là cái đinh thứ tư được đóng với cái hòm này. 4 cái đinh.
Ta thì thấy đây là một pha chip vela của Rukulic và tỷ số là 4-1 rồi. Có lẽ như là game đấu thứ hai này cũng nhiều bàn thắng hơn game đấu đầu tiên. Cơ hội đã, sẽ là cơ hội cuối dành cho huấn luyện viên Taiji. Ronaldo không được. Pen rồi. Trọng tài quyết định là chờ VAR côn cho xong mới thổi pen và sẽ là một pha đá penalty cuối cùng. Không có bàn thắng ở trong tình huống vừa rồi dành cho huấn luyện viên Taiji. Quá đáng buồn ở trong tình huống đó. Có lẽ như là tâm lý đang được đè nặng lên đôi vai của huấn luyện viên Taiji ở trong tình huống đó rồi. Và chúng ta được với cái đấu thứ ba anh em ơi. Ok. Ngày đấu thứ ba. Ok, chào mừng quý vị các bạn lại đến với sân vận động sát bờ đê để chúng ta nhau theo dõi và chứng kiến cái trận đấu này. Trận đấu mang tính quyết định đến từ huấn luyện viên Taiji. Anh ấy thắng thì sẽ đá tiếp, thua thì sẽ là tỷ số 3-0 dành cho huấn luyện viên Minh Ngày trong kèo đấu BO5 và trừ luôn 3M. Và trong hiệp 1 này, huấn luyện viên Minh Ngày đang ra sân cây áo đỏ quần đen và bảo vệ phần sân ở phía bên tay trái. Trong khi đó thì huấn luyện viên Taiji anh ấy vẫn đang ra sân cho mình cây áo vàng quần vàng và bảo vệ phần sân ở phía bên tay phải màn hình của anh em. Và game đấu này thì huấn luyện viên Taiji bắt buộc phải thắng. Một sức ép tâm lý lớn. Đây sẽ là một tình huống đá phạt góc dành cho các tuyển áo đỏ. Beckham. Đây là Eusebio. Anh em nào mà cổ vũ cho huấn luyện viên Taiji chiến thắng thì anh em có thể cho xin hình trái tim anh em nhá. Không kịp bởi thiếu bao Courtois của huấn luyện viên Minh Ngày. Thiếu bao Courtois đã đánh hơi được một tình huống rất nguy hiểm vừa rồi. Lothar Matthäus. Pele đường chuyền quá hay và không có bàn thắng ở trong tình huống vừa rồi. Chúng ta không thể trách được huấn luyện viên Taiji ở trong tình huống đó. Chúng ta chỉ trách thiếu bằng Courtois đã bắt quá tốt thôi anh em ạ. Thật sự là như vậy. Thật sự là một ngày đen đủi của huấn luyện viên Taiji. Có lẽ là người thi đấu hay nhất ở phía bên các cầu thủ áo đỏ trong ngày hôm nay đó chính là thiếu bầu Courtois. Thì đã hoàn toàn cản phá được một pha set đề tới từ Ronaldo de Libéo. Eusebio. Hay quá nhờ. Đây là Pele. Rất bình tĩnh. Và áp sát rất nhanh tới từ Minh Ngày. Lothar Matthäus. Lúc cho. Quyết định là những đường cầm bóng của huấn luyện viên Taiji chứ không phải là một tình huống chuyền đột biến. Pele rất lì. Sẽ đem về một pha đá phạt dành cho huấn luyện viên Taiji. Tôi đã thấy, cảm ơn tất cả anh em nhà, tôi đã thấy rất nhiều cánh tay rồi anh em ạ. Cảm ơn tất cả anh em đã yêu quý hai huấn luyện viên. Apate. Sẽ là một tình huống ném biên dành cho các thủ áo vàng. Anh em nào fake huấn luyện viên Di Sao Sam donate hết cái xe nào anh em ơi. Anh em fake huấn luyện viên Di Sao Sam donate hết phát xe nào, cổ vũ lên xe nào. Kevin De Bruyne. Rooney. Đây là Apate. Một đường chuyền ra trung lộ. Andrei Shevchenko. Vẫn là Seva Zed đây. Nhưng mà lần này thì thủ thành của LVTCC đã an toàn ở trong tình huống đó. Hello anh em, tỷ số là 2-0 anh em nhá. Ở trong kèo đấu BO5 anh em ạ. Hiệp đấu này thì Minh Ngây anh ấy đang muốn giành chiến thắng với tỷ số là 3 trắng. Trong khi đó thì huấn luyện viên Taiji anh ấy bắt buộc phải thắng anh em ơi. Đây là Pele, cơ hội, lực vàng mất rồi. Thì quá cao so với khung thành của thiếu bầu Courtois. Eusebio. Beckham, vào shot. Và không có một tình huống nguy hiểm nào cả. Thiếu bầu Courtois vẫn đang làm quá tốt ở trong tình huống vừa rồi. Chúng ta cùng nhau xem lại một cái góc máy quay trọng vừa rồi để tôi xem kỹ hơn xem nào. David Beckham đã vụt bằng cái chân phải nhưng mà hình như huấn luyện viên Minh Ngày đã dì gôn bắt bài anh em ạ. Nó chỉ là một tình huống đá phạt góc thôi.
Pele. Tuyến 2 là còn Nedved đang thoáng và power shot. Bóng đã vọt qua xà ngang và sẽ là một tình huống phát bóng lên dành cho Minh Ngây. Apate. Rafael Real. Rút Pulis. Bóng cuối dành cho Minh Ngây. Không vượt qua được. Một tình huống cắt bóng tới từ Son Heung-min anh em ạ. 3 phút bù giờ. Và không kịp rồi, chúng ta đến hiệp phụ. Đúng như tôi dự đoán, cái trận đấu thứ ba là trận đấu rất căng thẳng dành cho huấn luyện viên, nó đã tới hiệp phụ. Ở trong hiệp phụ này thì hai huấn luyện viên không giải quyết được vì chúng ta có thể đến với những cái màn đấu pháo. Ivan Perisic. Vẫn là sân bóng dành cho Minh Ngây. Rooney. Không được. Ngã rồi. Và sẽ là một tình huống đá phạt dành cho huấn luyện viên Tai Gigi. Chúng ta thể để ý các bot Azur tỷ lệ giữ bóng của huấn luyện viên Tai Gigi rơi vào 52% trên 48% của huấn luyện viên Minh Ngây. Sẽ là bóng cuối dành cho cầu thủ áo đỏ. Dylan White. Và đây là tốc độ tới từ Ivan Perisic, một cầu thủ mới góp mặt vào sân. Không qua lúc sò trong tình huống vừa rồi. Một pha thủ tỉnh táo tới từ Tai Gigi và chúng ta đến với hiệp phụ thứ hai. Ai sẽ là người ghi tên mình ở trên các bảng điện tử đây? Ai sẽ là người ghi tên mình ở trên các bảng điện tử đầu tiên đây? Ilan White. Vẫn là Ilan White, soạt rồi và đây là cơ hội dành cho Minh Ngây. Tỷ số là 1-0 ở phút thứ 110. Con hàng Ilan White tới từ huấn luyện viên Minh Ngây khi đã được góp mặt vào sân ở trong hiệp phụ này. Anh ta đã bứt tốc lên rất nhanh và tốc độ của Rio Ferdinand khi đã chơi từ đầu trận cũng không thể nào có thể đuổi kịp được Ilan Wright mùa Icarus Moment cộng 3. Tỷ số là 1-0 phút 110 rồi. Và ở trong những cái thời gian còn lại thì huấn luyện viên Tai Gigi cần phải ôn in. Có thể đây sẽ là một tình huống cơ hội nguy hiểm, không ra chân được ở trong tình huống đó tới từ vị trí của Beckham. Ilan Wright. Vẫn là Wright với cả những cái sự bọc lót nhau tốt nhưng mà đã để bị mất bóng rồi. Ivan Perisic không vượt qua được Paolo Maldini, cần phải để bóng lên càng nhanh càng tốt. Và sẽ là một tình huống đá phạt dành cho thẻ gì đây? Sẽ nhìn càng vậy, sẽ là một tình huống thẻ đỏ tới từ huấn luyện viên Minh Ngây. Một cái thẻ đỏ đã được rút ra sau khi một tình huống sạc bóng hơi thừa. Cơ hội. Không được. Nó chỉ đem về một con là ném biên mà thôi. Apate đã cắt bóng rồi. Huấn luyện viên Minh Ngây cầm bóng ở trong những cái giây phút này thì không còn cơ hội dành cho huấn luyện viên Tai Gigi rồi. Rút Pulis đi bộ trên sân và QW lên dành cho Ilan Wright. Lúc so cũng có vẻ như là rất mệt rồi. Đây là Ivan Perisic, bên trong đang có người làm gì? Fake shot ZF, cơ hội là vẫn còn. Quyết định tung ra một tình huống đá bay xa với khung thành nhưng mà nó cũng không thể nào có thể xoay chuyển được trận đấu này. Tỷ số là 1-0 dành cho Minh Ngây và 3-0 ở trong kèo đấu BO5. Một cái kèo đấu mà huấn luyện viên Tai Gigi thật sự là rất buồn. Nói chung xin chia buồn dành cho anh em trường múa. Trong khi okay, đó thì em xin chúc mừng anh em trưởng bản nhé anh em ơi. Không biết là anh Tai Gigi có phát biểu gì ở trong cái trận đấu này đi. Em xin lời phát biểu trước đi. Hôm nay mình đã hay mà. Cái gì đâu anh ơi, okay. Em hên đấy. Trong tấn công mình bí quá. Trong khi đó thì huấn luyện viên Minh Ngây, anh có phát biểu gì trận đấu này? Có gì đâu, phát biểu không phải ăn anh Tai Gigi bình thường mà. Bình thường mà. Ok. Và xin chào tất cả anh em ở hai kênh nha anh em ơi. Okay, bye bye anh em. Cảm ơn Phú Phở nhá, cảm ơn em. Ok anh. Có số tài khoản em chưa anh Tai Gigi? Một bản rút cay đấy. Anh nhớ số tài khoản em chưa? Để em đọc này. Hôm nay thua anh ạ, hôm nay thua Minh Ngây rồi, lại đi mất 3 củ nha Minh Ngây rồi. 1997979, ok Minh Ngây ơi. Kế chuyển khoản nha. Buồn quá. Chuyển khoản xong tâm sự tiếp. Trời trời. Giỡn. Giỡn. Hôm nay Minh Ngây là hay mà. Giỡn chưa? Giỡn với tôi hả anh em? Anh em biết sao slot cuối chưa? Anh em biết sao chưa? Anh em biết sao tôi như vậy chưa? Bao giờ đâu phải nói vậy. Nếu không có anh em tôi biết làm sao anh em biết được. Trời ơi trời. Trời trời.
giết rồi ông này không coi tôi ra gì hết trơn anh em à. Thiệt luôn á. Ông này giết rồi. Ngồi cũng như không có mình ra gì ấy. Ờ, cái sơ hở Kim Long bên đây ra vụt. Ai vào đây. Vào đây. Chết trời. Thôi chắc là tối nay đến đây thôi anh em ạ. À. Cảm ơn các anh em đã ủng hộ rất là nhiều. Thì hẹn gặp anh em vào sáng ngày mai nhá. Còn bây giờ thì bye bye anh em. À quên. Đang đông anh em thì anh em nào mà chưa vô group bên đây giờ đồng bọn á thì anh em có thể vô group đi. Để khi nào hôm nào mà tôi ọp hay gì đó thì tôi sẽ thông báo trên group này nhá. Còn bây giờ thì bye bye anh em. Chúc anh em một buổi tối ngủ ngon. Bye bye.